Dù thành phố Hà Nội chưa cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, nhưng tại một số quận nội thành, nhiều quán bar vẫn lén lút hoạt động tinh vi, bất chấp các quy định phòng chống dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Bạn đang xem Người đưa tin TV. Đêm ngày 1 tháng 3 và đêm ngày 2 tháng 3, nhóm phóng viên truyền hình Người đưa tin đã có cuộc khảo sát tại một số quán bar. Bar Black Easy ở số 11 phố Trần Phú, phường Điện Biên, Ba Đình. Quán bar Đi Chill Pub and Lounge, 23C Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. 21 giờ đêm, 22 giờ đêm hay đến 1 giờ sáng hôm sau, các quán bar này vẫn đồng loạt đóng cửa và tắt điện như dừng hoạt động. Em với mình còn bàn không nhỉ? Bây giờ còn bàn không? Ừ, cho mình 7 người nhé, giờ mình qua. Không chỉ sử dụng si sa, rượu mạnh, mà các quán bar này còn bán cả 100 bóng cười cho khách sử dụng. Đây là một loại bóng có chứa khí dinitơ monoxit, được cảnh báo có nhiều tác hại tiêu cực đến sức khỏe người dùng và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấm sử dụng cho mục đích vui chơi, giải trí từ tháng 5 năm 2019. Những ngày qua, Hà Nội liên tục là thành phố có số ca mắc COVID-19 mới dẫn đầu cả nước. Ngày 1 tháng 3 là hơn 13.000 ca. Ngày 2 tháng 3 là hơn 15.000 ca. Toàn dân và cả hệ thống chính trị đang chung sức chung lòng, nâng cao tinh thần và trách nhiệm để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ. Một số cá nhân vì lợi ích riêng trước mắt mà bất chấp dịch bệnh để kinh doanh, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Hơn nữa, khi dịch bệnh bùng phát tại các quán bar sẽ tốn nhiều công sức và cả ngân sách nhà nước. Đã đến lúc Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố Hà Nội cần phải thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh của những quán bar nói trên và các quán bar trên địa bàn thành phố nói chung. Qua đó, cũng cần xem xét trách nhiệm đối với một số cơ quan và cán bộ được giao quản lý, giám sát đối với hoạt động kinh doanh này nhưng chưa làm tròn trách nhiệm. Bởi thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, một số quán bar dù không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhưng vẫn hoạt động từ nhiều năm nay. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.